Lang Băm, giả danh thần y tống tiền nữ bệnh nhân bằng clip nhạy cảm. 19:15-18/10/2021. Vũ thần y làm nghề chữa thuốc nam gia truyền và chữa bệnh bằng cách bấm huyệt. Vào tháng X20XX, Vũ thần y nhận chữa bệnh chỉ cho chị Quy, trú tại phường C, TPH. Quá trình khám chữa bệnh, Vũ nói với chị Quy mỗi lần bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với Vũ thần y, chị Quy đồng ý. Gã trai đồng tính tống tiền khách mua dâm. Giả nữ lừa cô gái 19 tuổi chắt sex quay clip tống tiền. Vào nhà nghỉ với tình nhân, nhiều phụ nữ bị tống tiền. Công an TPH, tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thần Y, SN19XX, trú tại xã Quy, TPH về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền. Vũ Thần Y làm nghề chữa thuốc nam gia truyền và chữa bệnh bằng cách bấm huyệt. Vào tháng X20XX, Vũ Thần Y nhận chữa bệnh chỉ cho chị Quy, trú tại phường C, TPH. Đối tượng Vũ Thần Y, quá trình khám chữa bệnh, Vũ Thần Y nói với chị Quy mỗi lần bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với Vũ Thần Y, chị Quy đồng ý. Trong các lần Vũ Thần Y và chị Quy quan hệ tình dục với nhau, Vũ Thần Y nảy sinh ý định tống tiền chị Quy nên đã sử dụng điện thoại di động của mình quay video hình ảnh lại. Đầu tháng X20XX, Vũ Thần Y gọi điện cho chị Quy nói trên mạng xã hội Facebook có đăng video hình ảnh quan hệ tình dục giữa chị Quy và Vũ Thần Y, nếu chị Quy muốn gỡ video thì phải chuyển cho người này số tiền Mỹ. Chị Quy đồng ý và đưa tiền cho Vũ Thần Y. Nhiều lần sau đó, Vũ Thần Y sử dụng nhiều số điện thoại khác liên lạc với chị Quy với cùng nội dung, nếu muốn xóa clip nhạy cảm thì phải đưa tiền cho mình. Để lấy lòng tin, Vũ Thần Y chủ động góp tiền với chị Quy để trả số tiền cho những người gọi điện tống tiền chị Quy mà những người này chính là do Vũ Thần Y giả mạo. Tổng số tiền mà Vũ Thần Y chiếm đoạt của chị Quy là 5 Mỹ. Hiện tại công an thành phố H đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vô cùng thương tiếc, 15 con chó mèo bị tiêu hủy nhân đạo ở Cà Mau. Chủ nhật, ngày 10/10/2021 8:35 sáng. Sự kiện, Internet, cộng đồng mạng đã đồng loạt chia sẻ ảnh thú cưng để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với đàn chó mèo vừa bị tiêu hủy nhân đạo. Xem video, hình ảnh những chú chó mèo cùng chủ nhân hồi hương trong đại dịch COVID-19, từng gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng. Từ khuya 9 tháng 10, cộng đồng mạng đã chia sẻ, chóng mặt, thông tin về đàn chó ở Cà Mau bị tiêu hủy theo thông tin lan truyền là 15 con. Đây là những cún cưng cùng một gia đình đi xe máy từ Long An về Cà Mau, từng gây sốt mạng xã hội bởi clip đáng yêu, dễ thương được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua. Được biết, vụ việc lan truyền từ một đoạn ghi âm do chủ nhân của những chú cún này nói chuyện qua điện thoại với Mạnh Thường Quân, khi được hỏi thăm. Do chủ nhân các chú cún là F0 nên phải cách ly điều trị, còn các chú cún đã bị xử lý theo cách tiêu hủy nhân đạo để đề phòng lây lan dịch bệnh. Cộng đồng mạng chia sẻ ảnh thú cưng để bày tỏ sự tiếc thương với đàn chó mèo vừa bị tiêu hủy. Câu chuyện đàn con chó đang rầm rộ, ai nuôi chó, yêu động vật sẽ hiểu. Nhà mình nuôi 3 con chó, ta nói nó ăn còn hơn tui gấp 3 lần. Nuôi 3 con chó có đẻ lãi ra đồng nào đâu, nuôi vì yêu thương chúng. Đi chơi về thấy vết thương là suýt xoa, hỏi ai đánh con. Chó mà biết trả lời chắc nó cũng nói. Dưới nhà thì vô địch luôn nha, chủ kêu là vọt, đi WC cũng đi theo. Quan điểm của mỗi người khác nhau, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, Facebooker Dương Ngọc Thuyền bày tỏ. Đàn chó trong vụ việc là của vợ chồng anh P, MH. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 10, vợ chồng anh H, cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau. Theo anh H, anh quê quán ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An, do dịch bệnh phải nghỉ việc nên vợ chồng anh dắt díu nhau về quê của người em, ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để tránh dịch. Vụ 15 con chó mèo, lọt top 5 chủ đề, hot nhất ngày 10 tháng 10 trên Google. Chủ nhật, ngày 10/10/2021 3:35 chiều. Sự kiện, Google, chủ đề, 15 con chó mèo, xuất hiện ở vị trí thứ tư, sau các chủ đề, hot, khác như, Bồ Đào Nha kia Carnival 2022, và Tyson Fury, theo báo cáo của Google Trend lúc 15 giờ ngày 10 tháng 10. Tính tới 15 giờ ngày 10 tháng 10, 15 con chó mèo, đã nhanh chóng xuất hiện trong top các chủ đề được quan tâm nhất trong ngày, theo báo cáo của Google Trend. Xem video. Clip đôi vợ chồng cùng đàn chó vượt hàng trăm cây em từ Long An về Cà Mau gây xúc động trên mạng xã hội chưa bao lâu, thì lại xuất hiện thông tin đàn chó mèo này bị tiêu hủy nhân đạo. Theo đó, chủ đề 15 con chó mèo xuất hiện ở vị trí thứ tư, sau các chủ đề hot khác như Bồ Đào Nha kia Carnival 2022 và Tyson Fury. Thứ tự này có thể vẫn còn thay đổi trong thời gian còn lại của ngày 10 tháng 10. Cụ thể, các từ khóa được truy vấn nhiều nhất thuộc chủ đề 15 con chó là thiêu 15 con chó. Vụ 15 con chó, tiêu hủy 15 con chó, 15 con chó bị tiêu hủy. Trước đó, từ khuya 9 tháng 10, cộng đồng mạng đã chia sẻ, chóng mặt, thông tin về đàn chó ở Cà Mau bị tiêu hủy theo thông tin lan truyền là 15 con.
đây là những cún cưng cùng một gia đình đi xe máy từ Long An về Cà Mau, từng gây sốt mạng xã hội bởi clip đáng yêu, dễ thương và đong đầy tình cảm giữa người và vật nuôi. Vụ việc lan truyền từ một đoạn ghi âm do chủ nhân của những chú cún này nói chuyện qua điện thoại với Mạnh Thường Quân, khi được hỏi thăm. Do chủ nhân các chú cún là F0 nên phải cách ly điều trị, còn các chú cún đã bị xử lý theo cách tiêu hủy để đề phòng lây lan dịch bệnh. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời đã trực tiếp về địa phương để nắm thêm thông tin. Bước đầu, địa phương thừa nhận có thiếu sót trong việc xử lý đàn chó nói trên. Hiện, đơn vị đang hoàn thành báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Hot TikToker Trương Quốc Anh lên tiếng vụ 15 chú chó bị tiêu hủy, đề xuất giải pháp có thấu tình đạt lý. Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, trước những tranh cãi của dân mạng, hot TikToker này đã làm clip bày tỏ quan điểm về vụ việc 15 chú chó mèo. Câu chuyện về hai vợ chồng đi xe máy, chở theo 15 chú chó mèo từ Long An trở về quê ở Cà Mau đang là tâm điểm chú ý trên MSS vài ngày gần đây. Nhiều người không khỏi bàng hoàng, xúc động khi biết chuyện và nhìn lại hình ảnh của những chú chó trong suốt hành trình. Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều luồng ý kiến tranh cãi cách xử lý với 15 chú chó này. Mới đây, hot TikToker Trương Quốc Anh, người thường xuyên chia sẻ quan điểm cá nhân về những sự việc nóng hổi trên cõi mạng, cũng nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ của bản thân trước vụ việc. Ngay từ đầu, hot TikToker đã khẳng định mình không yêu mà cũng không hề ghét chó mèo. Về vụ việc, Trương Quốc Anh tập trung chia sẻ suy nghĩ về tình thương của vợ chồng người chủ với 15 chú chó. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, tranh cãi cũng sẽ chẳng bao giờ đến hồi kết. Cá nhân mình thì mình nhìn nhận tình người của gia đình với đàn chó kia kìa. Họ sẵn sàng bồng bế, thậm chí trông lôi thôi lếch thếch để đưa đàn chó về quê hương, không để những con chó này lại. Và theo thông tin mình được biết thì chủ đàn chó đi làm được 250k một ngày đã bỏ ra 100k để mua thức ăn cho chó. Đặc biệt, hot TikToker này còn đưa ra hướng giải quyết theo quan điểm cá nhân, các bên nên ngồi lại với nhau một cách nghiêm túc để tìm ra một tiếng nói chung. Có thể như là việc đền bù hay hướng giải quyết như thế nào, v.v. Mình nghĩ là nên có một lời xin lỗi với gia đình anh này, tất nhiên là xin lỗi công khai nhé. Điều quan trọng nhất là hãy nhìn câu chuyện này như một bài học để tránh lặp lại cho các trường hợp về sau. Góc độ pháp lý vụ việc 15 chú chó mèo ở Cà Mau bị tiêu hủy. Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, hiện nay cơ sở pháp lý, khoa học để xử lý đối với vật nuôi của người nhiễm COVID-19 chưa thực sự rõ ràng. Nếu không xác định được số vật nuôi này dương tính với SARS-CoV-2 hay mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào khác thì việc tiêu hủy nhân đạo là không có căn cứ. Tối 9 tháng 10, mạng xã hội lan truyền thông tin 15 chú chó mèo của vợ chồng ông Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, từ Long An về Cà Mau bị tiêu hủy nhân đạo để phòng chống dịch. Chính quyền huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận vụ việc và thừa nhận sự lúng túng, thiếu sót trong cách xử lý. Được biết, vợ chồng ông Hùng đều dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi xe máy từ Long An về Cà Mau, đã được chuyển cách ly và điều trị tại trạm y tế xã Khánh Hưng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát và báo cáo cụ thể vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc tiêu hủy 15 chú chó là chưa từng có trong tiền lệ công tác phòng, chống dịch. Ông nhận định đây là vụ việc gây nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Hình ảnh cặp vợ chồng chở 15 chú chó và một chú mèo trên hành trình về quê trong mùa dịch khiến nhiều người vô cùng xúc động. Họ đã dành tình cảm cho những vật nuôi, xem chúng như tài sản lớn nhất, luật sư Tiền nói. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, về mặt phòng chống dịch, theo Bộ Y tế, người mắc COVID-19 và người cùng nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi. Đồng thời, không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình bởi có bằng chứng virus có thể lây sang vật nuôi. Trong trường hợp này, cơ quan chức năng phải xác định những chú chó có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Ngoài ra, việc người dân vận chuyển số lượng lớn vật nuôi về từ vùng có dịch có phải là hành vi vi phạm hay không? Theo luật sư Trần Xuân Tiền, nếu người dân biết vật nuôi có khả năng bị nhiễm bệnh nhưng vẫn vận chuyển, gây lây lan dịch bệnh, có thể cấu thành tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể, luật pháp quy định tội đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu hậu quả xảy ra chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tại Điều 6 Nghị định 90/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, phạt tiền 5-6 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển động vật mẫn cảm với dịch bệnh đã công bố và sản phẩm của chúng qua vùng có dịch bệnh mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền nơi có dịch.
15 chú chó mèo của vợ chồng ông Hùng bị tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh, ảnh, FB. Về phía chính quyền địa phương, việc tiêu hủy tài sản, vật nuôi phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, hiện nay cơ sở pháp lý, khoa học để xử lý đối với vật nuôi của người nhiễm COVID-19 chưa thực sự rõ ràng. Nếu không xác định được số vật nuôi này dương tính với SARS-CoV-2 hay mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào khác thì việc tiêu hủy là không có căn cứ. Theo luật sư Tiền, chính quyền địa phương mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không nhằm mục đích phá hoại tài sản. Tuy nhiên, cách làm của họ có phần nóng vội và chưa thấu đáo. Về việc này, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời thừa nhận sự lúng túng, thiếu sót trong cách xử lý của cơ quan chức năng. Ông hy vọng cộng đồng mạng thông cảm bởi mọi công việc đều xuất phát từ công tác phòng chống dịch, từ lợi ích và quyền lợi của người dân, đảm bảo tính mạng, an toàn của người dân. Luật sư Tiền lý giải, Bộ Luật Dân sự quy định, vật nuôi là một dạng tài sản nên chủ vật nuôi có quyền của chủ sở hữu tài sản theo quy định. Việc tiêu hủy vật nuôi nếu không có căn cứ pháp lý thì người thực hiện sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định thiệt hại làm căn cứ bồi thường theo quy định pháp luật. Tùy tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thì có thể xem xét về tội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, theo Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Vụ 15 con chó mèo bị tiêu hủy nhân đạo ở khu cách ly dịch bệnh vì chủ là bệnh nhân COVID-19, chuyên gia nói gì? Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải tiêu hủy chó, mèo, dù đến nay đã có bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây lan sang động vật và có thể truyền bệnh COVID-19. Liên quan đến vụ tiêu hủy 13 con chó của người về quê tránh dịch ở Cà Mau, ngày 10 tháng 10, PGSTS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết hiện Bộ Y tế mới chỉ có khuyến cáo người mắc COVID-19 và người cùng nhà không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây lan sang động vật, lây dính trên bề mặt lông của vật nuôi. Đến nay, chưa có khuyến cáo nào nên tiêu hủy vật nuôi để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Người chủ cùng đàn chó mèo đã vượt đoạn đường xa xôi từ Long An về Cà Mau nhưng không may tất cả chúng đã bị tiêu hủy, ảnh Facebook. Theo PGS Nga, thời gian qua, rất nhiều người mắc COVID-19 có nuôi chó, mèo. Tuy nhiên, trong hướng dẫn chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, không có hướng dẫn nào là phải tiêu hủy vật nuôi, chó, mèo của người bệnh. Bộ Y tế cũng cho biết đã có bằng chứng COVID-19 lây từ động vật sang người qua các đường lây. Người bệnh có thể truyền virus sang động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần và ngược lại. Do đó, khi người mắc COVID-19 ôm ấp chó, mèo có thể lây dính virus sang chó, mèo và ngược lại chó mèo mang virus có thể lây sang người khác. Tuy nhiên, nguy cơ này đến từ việc tiếp xúc trên bề mặt da lông của chó, mèo chứ không lây qua đường hô hấp, đường không khí, PGS Nga giải thích. Đến nay, Bộ Y tế mới chỉ khuyến cáo người nhiễm SARS-CoV-2 không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật. Ngoài ra, người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi, không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Do đó, ông Nga cho rằng nếu nghi ngờ chó, mèo mang virus SARS-CoV-2 có thể nhốt riêng chúng lại, cách ly một thời gian, không để người khác tiếp xúc, thay vì tiêu hủy chúng. Nói về nguy cơ lây bệnh COVID-19 từ chó mèo, PGSTS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho biết chưa có bằng chứng rõ ràng về việc chó, mèo, vật nuôi là vật chủ trung gian truyền bệnh COVID-19 cho người. Tuy nhiên, đã có những công bố xét nghiệm thấy virus SARS-CoV-2 trong chó, mèo nhưng nguy cơ lây lan theo cơ chế qua đường hô hấp của vật nuôi rất thấp. Việc lây nhiễm virus từ chó mèo là có nếu như người mắc COVID-19 ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc chó mèo. Khi đó, người nhiễm có thể ho, hắt hơi, lây dính nước bọt mang virus SARS-CoV-2 lên lông, da của vật nuôi. Từ đó, người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay, đưa lên mũi, miệng và lây nhiễm COVID-19 hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác, PSG Phu nói. Theo ông Phu, chó, mèo hay các vật nuôi khác có thể giống như vật dụng, lây dính virus khác và lây nhiễm qua người khác khi cầm nắm, sờ phải rồi đưa lên mũi miệng. Vì vậy, bệnh nhân F0 không nên ôm ấp, vuốt ve chó, mèo. Chủ nhân 15 con chó mèo bị tiêu hủy ở Cà Mau. Liên quan vụ đàn chó bị tiêu hủy tại khu cách ly sau khi cùng chủ nhân về quê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu rà soát, báo cáo trước 10 giờ ngày 11 tháng 10. Ngày 10 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời và các đơn vị liên quan rà soát, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí liên quan đến vụ 15 con chó mèo của một gia đình đang cách ly bị trạm y tế tiêu hủy nhân đạo. Vụ việc phải báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 10 giờ ngày 11 tháng 10. Những con chó mèo theo chủ trên xe máy vượt quãng đường dài về quê. Ảnh cắt từ clip,
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đi xe máy, chở theo 15 con chó.